của ban nhạc Đăng Thảo với Kenny and Tyson guitar. Hai em nhỏ ngồi tí trong góc kia. Emily Bix đàn tranh, Ross Hilton keyboard, Trâm Mai độc quyền cầm và thầy Đăng Thảo sáo trúc và đàn tranh. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc Đăng Thảo. Xin cảm ơn quý vị. Hello everyone. Trước nhất, Đăng Thảo Ensemble xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và được mọi sự như ý. I wish you all the best for the new year. Prosperity, peace and happiness. First one, đầu tiên chúng tôi sẽ trình bày nhạc phẩm Tam Pháp Nhập Môn, The Sound of Joy and the Hope. This song will bring happiness to you. Và bài nhạc sẽ mang đến niềm vui cho quý vị trong mùa xuân mới.